Đại hội thể thao sinh viên tại Moscow hè 2013 đã được khai mạc trong ngày 28 tháng 4 tại Moscow, Liên bang Nga. Đại hội do Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, 38 năm ngày thống nhất đất nước, 127 năm ngày quốc tế lao động và 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ Phạm Xuân Sơn cùng các cán bộ đại sứ quán đại diện các hội đoàn của người Việt đã tham gia lễ khai mạc. Đây là lần đầu tiên một đại hội thể thao sinh viên được tổ chức với 4 môn thi đấu, bóng đá nam, bóng đá nữ, điền kinh, kéo co, với sự tham gia của hơn 500 vận động viên của 30 chi đoàn đến từ các trường đại học tại Moscow và các vùng lân cận. Tiền thân của đại hội là giải bóng đá sinh viên thường niên đã tồn tại 15 năm nay. Với khẩu hiệu cương trực mạnh mẽ, đoàn kết và cao thượng, mục đích của đại hội lần này là tập hợp tất cả các bạn đoàn viên thanh niên, tạo nên một sự đoàn kết tràn đầy sức khỏe của các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh. Đây thực sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong sinh viên, tăng cường mối giao lưu đoàn kết của sinh viên đang học tập tại Moscow và các tỉnh thành khác của Liên bang Nga. Đây cũng là cơ hội để cho các bạn đoàn viên thanh niên tại Moscow được giao lưu, học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm không chỉ trong học tập mà cả rèn luyện sức khỏe. Bởi như Bác Hồ đã từng nói, phải có sức khỏe tốt thì mới học tập tốt, lao động tốt. Em đã tham gia rất là nhiều đại hội, từng tham gia rất nhiều đại hội, nhưng em chưa bao giờ tham gia được một cái đại hội thể dục thể thao lớn như năm nay do Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức. Em bước vào đại hội thì với tâm trạng rất là thoải mái, vui vẻ và năng động. Em rất là vinh dự và rất là tự hào đại diện cho một thành trường của thành phố xa lên tham gia cho đội bóng năng lượng của Moscow. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận thi đấu bóng đá sôi nổi giữa đội Đồng Hương Group và đội Trường Hóa Mendeleev. Các môn thi đấu khác cũng được tổ chức đấu loại chọn các đội, các cá nhân vào tứ kết, bán kết và cuối cùng là vào chung kết ở các môn kéo co, điền kinh, bóng đá nữ và bóng đá nam. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 9 tháng 5.